Chúng tôi thà đói khổ nhưng mà sân khấu phải là thánh đường. Vâng, đó là nhận định của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, một nghệ sĩ tài năng nhiệt huyết của sân khấu kịch phía Nam, giám đốc của nhà hát sân khấu nhỏ 5B, nơi định hình cho nhiều tên tuổi lớn của làng kịch nói thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và đây cũng chính là người phụ nữ vừa qua đã cùng ekip của mình biến vở kịch thể nghiệm mang tên Giấc mơ thành hiện thực. Với đêm diễn đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã được đông đảo các nghệ sĩ, quý khán giả, nhà chuyên môn đánh giá cao, dù loại hình kịch thể nghiệm này còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Cũng không để khán giả Hà Nội phải chờ lâu, vào 9 giờ sáng ngày 15 tháng 11 tới đây thì vở kịch Giấc mơ này cũng sẽ được công chiếu tại nhà hát Tuổi Trẻ trong khuôn khổ liên hoan sân khấu thể nghiệm quốc tế diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng 11 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 20 nước trên thế giới. Vâng, trên thực tế thì việc mang một vở kịch thể nghiệm đi mà chinh chiến với quốc tế thì không là đơn giản với chúng ta. Tự thân vận động không được hỗ trợ bất kỳ một cái kinh phí nào. Thậm chí theo như chúng tôi được biết thì dù chỉ còn vài ngày nữa thôi, liên hoan quốc tế thể nghiệm đã diễn ra, nhưng hiện tại thì ekip của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên vẫn đang vô cùng chật vật để có thể lo kinh phí cho ekip di chuyển ra Hà Nội. Vâng, vậy thì một người nghệ sĩ tự nhận mình là điên trong nghề như nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên đã làm như thế nào? Và chị đã và đang xoay sở ra sao để có thể luôn coi sân khấu là thánh đường, dù thực trạng cho loại hình nghệ thuật này ở Việt Nam bao năm qua vẫn luôn bấp bênh, thậm chí là bị coi là đang xuống đáy của sự thoái trào. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trò chuyện của các phóng viên chương trình cùng với nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên. Chào nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, về vở diễn Giấc mơ được công diễn tại thành phố Hồ Chí Minh đợt này cũng như sắp tới là sẽ được tham gia liên hoan kịch thể nghiệm quốc tế diễn ra tại Hà Nội. Là một người đầu tàu, không biết là chị tâm huyết nhất điều gì và tự tin nhất điều gì ạ? Tâm huyết thì đã có tâm huyết rồi đó, tâm huyết hết sức, hết mình luôn. Đúng ra là quỹ thời gian của Uyên trong những tháng này thì Uyên rất là nhiều show. Nhưng Uyên bỏ không có một nguồn thu nhập nào hết để mà đầu tư thời gian cho vở kịch Giấc mơ. Đầu tiên hết là mình muốn nói là kịch bản của một nhà thơ lớn, một nhà văn lớn, một nhà nghệ sĩ lớn của cả nước mình, là thầy của bậc thầy tôi luôn. Và cái câu chuyện này là một tác phẩm yêu nước mà kịch thơ là nó khó lắm đối với khán giả thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà nếu mà khó mà cứ ngồi đó ngồi sợ, không dám làm thì quả là một cái điều không dám phi ra chiến trận mà người trẻ mà. Tại sao không dám làm? Thay vì theo dòng chảy của các vở hài kịch hiện đang khá ăn khách trên thị trường hiện nay, thì ekip của chị Mỹ Uyên lại chọn Giấc mơ, một tác phẩm chính luận, đã thế lại còn mang màu sắc về lịch sử, chiến tranh. Hẳn là chị cũng như ekip của mình đã lường trước hết tất cả những điều này. Rất là trăn trở và rất là khổ sở. Có đầu ra thì mới có vô rồi mới tái đầu tư. Mà rất tiếc là kịch thể nghiệm này thì rất kén khán giả. Thì khán giả sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua một chiếc vé mà để xem thể loại lạ đâu. Rất là nhiều sân khấu hiện nay là dường như muốn tìm một cái kịch bản văn học hay để dựng thì mọi người đều đặt lên cái câu đầu tiên hết là khó, có kịch bản hay quá. Nhưng thực ra tôi thấy có nhiều kịch bản hay nhưng mà người ta không dám đầu tư bởi vì không có lấy lại nguồn vốn. Thì tôi cũng xin nói luôn, đây là một cái tác phẩm làm gọi là yêu nghề. Yêu nghề đặt lên đầu tiên hết, chúng ta khỏi phải mệt nhọc nặng lòng. Nếu như mà chúng ta lại tiếp tục giống như những sân khấu khác mà làm những cái thể loại mà giải trí và dễ dãi chiều khán giả thì liệu còn lại những số khán giả trẻ mà đang đọc sách hàng ngày, đang nghiên cứu về văn học. Và có những cái khán giả như vậy thì chúng tôi không thể nào mà chúng tôi buông lơ được. Vâng, cũng như nãy giờ chị Mỹ Uyên có chia sẻ về rất nhiều những khó khăn và vở diễn Giấc mơ lại ra đời ngay trong chính hoàn cảnh đó. Như là khi sân khấu nhỏ của chị vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa và chúng ta hiện cũng chưa biết là khi nào sân khấu nhỏ 5B có thể sáng đèn trở lại. Vậy nhưng Mỹ Uyên chị thì vẫn bỏ ra một số tiền đầu tư hơn 200 triệu đồng cho Giấc mơ. Đó hẳn là một nỗ lực không nhỏ trong muôn vàn nỗ lực mà từ xưa đến nay người ta vẫn thấy ở chị Mỹ Uyên, phải không ạ? Tôi gặp nhiều khán giả nói rằng với tôi rằng là bây giờ ở nhà không cần phải đi mua chiếc vé xem.
chương trình kịch hay là ca nhạc hay là bất cứ một cái thể loại nghệ thuật cao nào hết. Nhưng mà có những số khán giả còn lại rất là trăn trở, tại sao hồi xưa sân khấu kịch 5B tiền thân nó là sân khấu thể nghiệm, nó có những tác phẩm văn học đi vào lòng công chúng và đã để ý lại ấn tượng cho những nghệ sĩ, tên tuổi nghệ sĩ, thế thì bây giờ tôi không thấy nữa. Thì chúng tôi thấy điều đó là cái điều mà chúng tôi phải cảm thấy chạnh lòng và cảm thấy như là thúc đẩy chúng tôi để chúng tôi làm những tác phẩm như thế này. Nó luôn là những kịch bản như thế này kén khán giả, và chúng tôi biết điều đó là một cái sự không thực tế, nhưng nếu mà không thực tế thì chúng tôi không có thỏa thích trong cái sự sáng tạo. Với vở kịch thể nghiệm Giấc mơ đợt này, có nhiều ý kiến cho rằng chị Mỹ Uyên đã ngông, đã rất chịu chơi và còn nặng nợ quá nhiều đối với sân khấu kịch. Tôi không phải đầu tư cho một cái sự kiện lớn, một cái chương trình thị trường nào đó để ngông giống như xuất hiện phô trương rồi này nọ, mà tôi ngông là vì tôi không có tiền mà tôi lại vẫn đi vay mượn để tôi làm. Người ta nói là bị khùng, tôi bị điên, trong thời buổi này ai cũng chạy show hết và tôi không kiếm tiền khi mà ép tôi làm những cái chuyện tôi không thích. Dường như là một năm tôi chỉ tham gia 1-2 phim, tôi cũng lặn lội, tôi cũng đứng ngoài nắng, tôi cũng lội sông lội biển, tôi cũng đóng phim, chứ không phải là tôi chỉ ở trong ngồi nhà để đọc và làm những cái bay bổng như thế này hoài đâu. Và tôi có biết cân bằng. Sắp tới thì tác phẩm này cũng sẽ tham gia liên hoan kịch thể nghiệm quốc tế diễn ra vào tháng 11 tại Hà Nội. Vậy đến thời điểm này chắc hẳn là tất cả mọi công đoạn chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc chinh chiến này rồi phải không ạ? Bây giờ ra quân thì là cái điều mà chúng tôi nghĩ là sẽ có tự tin mới dám làm. Tôi không nói doanh thu nữa mà tự tin với những khán giả khó tính, những nhà lý luận phê bình cũng như là giới chuyên môn báo chí. Đầu tiên phải ghi nhận cái công sức chúng tôi bỏ ra. Ở đây không dụ dỗ ai hết, khách xe không nhiều, cũng không có khách xe nữa để gọi là tiền xăng cộ thôi. Thì tôi hy vọng rằng những khán giả khó tính cũng như những khán giả mà đã yêu mến dòng kịch chính luận, nếu như có sự ủng hộ thì chúng tôi luôn luôn chúng tôi sẽ có là một cái nhịp cầu, một cái bậc để chúng tôi làm tiếp tục. Vâng, tâm huyết thì có lẽ là luôn luôn có rồi. Thế nhưng mà nói về những cái mặt hạn chế, về những cái khó khăn này, chị Mỹ Uyên sẽ muốn chia sẻ những điều gì ạ? Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh á, là đa số bây giờ là xã hội hóa, mà tôi nói là tư nhân hóa luôn. Xã hội hóa là chẳng qua là các người tư nhân đến các cái mặt bằng đó là của nhà nước để thuê mặt bằng diễn thôi, chứ không có ai mà tư nhân mà tự xây lên ngôi nhà hát cho mình hết, tại vì không có tiền. Kịch nói thành phố Hồ Chí Minh dù có khó khăn như thế nào thì hàng tuần vẫn sáng đèn, vẫn cho ra mắt công chúng những tác phẩm liên tục mới. Qua các dự án này thì tôi nghĩ là đến với hội diễn, đến với liên quan sân khấu, thì khi chúng ta quay về chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức xuất diễn bán vé để khán giả thấy rằng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có những kịch bản văn học và có những tác phẩm mà có những con người chịu khó bỏ thời gian để đầu tư. Vì tôi biết là sẽ không có bán khán giả full rạp, nhưng chúng tôi cũng phải cố gắng làm sao để khán giả đến được, thưởng thức được. Điều đó là điều mà chúng tôi rất là mong mỏi. Thì tôi nghĩ rằng khán giả thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn yêu sân khấu kịch, thì chúng tôi không bao giờ phụ lòng khán giả và sẽ cho ra đời những cái tác phẩm gọi là ưng ý nhất.